Để cân đo đong đếm và định lượng một cách nhanh nhất và chính xác nhất thì các anh chị nên sử dụng ba loại bình đấy nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị. Thì đầu tiên là một bình nhựa có dung tích lên đến 1 lít nha các anh chị, bằng nhựa BB rất là dẻo, xài rất là ok luôn nha các anh chị. Mình sẽ mở cái nắp ra và mình đổ đường, sữa, siro vào bên trong nha. Đó. Và mình có thể mở cái nắp nhỏ ở phía trên để mình xịt nha các anh chị. Đấy, rất là dễ dàng nha. Và tiếp theo là một cái bình có đầu vòi xịt ấn nha các anh chị ơi, làm từ nhựa luôn, rất là cứng cáp. Và dung tích của nó là 1.6 lít nha các anh chị. Và mỗi lần mình xịt xuống một cái là nó sẽ đong được 10ml nha các anh chị ơi. Rất là tiện dụng luôn. Mình không cần phải đong đếm bằng cân hay là bằng những thứ khác ha. Rất là tiện dụng. Và cuối cùng là một bình cũng giống vậy nhưng mà chất liệu nó làm từ thủy tinh nha các anh chị. Rất là cứng cáp. Và dung tích của chiếc bình này chỉ có 1.1 lít thôi nha các anh chị ơi. Đó. Nó chia vạch ra như vậy để mình dễ hình dung nha các anh chị. Và bây giờ em sẽ ấn thử cho các anh chị xem là nó có đủ 10ml không nha các anh chị ơi. Này, em có một cái bình có nước đường sẵn ha. Và bây giờ em ấn xuống một lần. Đó, nó sẽ là 10ml nha các anh chị. Rất là chính xác luôn ha. Nếu mà các anh chị muốn cân đo đong đếm định lượng một cách chính xác và nhanh nhất, tiết kiệm thời gian của mình, thì hãy chọn ngay cho mình một trong những chiếc bình này nha.